giờ như thế hoài. Thưa quý vị, chính sách phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng vẫn còn khoảng cách khá xa so với nhu cầu thực tế. Và trong bối cảnh thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn, việc đặt ra mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030 sẽ là cơ sở để triển khai các giải pháp mạnh mẽ, góp phần đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, tăng nguồn cung, phát triển lành mạnh thị trường bất động sản. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, quan trọng nhất là gì và yếu tố nào mang tính quyết định? Để quý vị và các bạn có thêm cái nhìn về vấn đề này, Góc nhìn ngày hôm nay sẽ bàn sâu về giải pháp nào để hiện thực hóa mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội qua phần bình luận của khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng. Rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cùng với VTC1. Vâng, xin kính chào khán thính giả đang theo dõi đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào biên tập viên. Vâng ạ. Và thưa quý vị, trước tiên xin mời ông Hưng cũng như quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây. Làm việc tại Hà Nội đã 4 năm nay, thu nhập mỗi tháng của chị Hậu khoảng 7 triệu đồng. Riêng tiền thuê nhà, điện nước, tiêu tốn mỗi tháng khoảng 1 triệu đồng, chiếm 1/7 thu nhập của chị. Vì vậy, chị phải chi tiêu tiết kiệm để gửi tiền về quê nuôi con. Giấc mơ an cư không biết đến bao giờ mới thành hiện thực với những người lao động thu nhập thấp như chị. Rất là mong muốn có mua được, nhưng mà không bao giờ nghĩ đến chuyện đấy, bởi vì mình biết khả năng của mình. Thực ra người lao động như chúng tôi với mức lương như thế thì không bao giờ có khả năng, nói thật là không có khả năng mua được cái ngôi nhà như thế. Căn nhà trọ khoảng 8m² này là nơi vợ chồng anh Triệu Văn Tá thuê với giá 1.500.000 đồng một tháng. Dịch Covid-19 ập đến hơn 2 năm, việc làm giảm sút, có bao nhiêu tiền tiết kiệm, anh chị phải rút ra chi tiêu. Anh lại mới chuyển công ty nên tổng thu nhập chỉ hơn 10 triệu đồng một tháng. Mỗi tháng, vợ chồng anh chi tiêu rẻ sẻn để tiết kiệm từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng gửi về quê. Cuộc sống chật vật, anh chị không dám mơ sở hữu một ngôi nhà. Nếu mà mua được căn nhà đó thì mỗi tháng phải đóng tầm 1 triệu, 2 triệu đấy mới có khả năng mua được. Công nhân như chúng tôi ấy, thì thu nhập hàng tháng cũng không được là có phải là cao nhiều, vì tháng này tháng khác có công có việc thì mới có lương được đều, còn không có công việc ấy thì lương đâu, thu nhập có tháng thì rất thấp. Làm công nhân này cũng chưa đâu vào đâu, nhà cửa thì chưa có, thì em cũng mong ước là sau này được ngôi nhà cũng rộng rãi hơn chút, để sau con cái em, nếu mà em đón con cái ở đây xuống thì nhà em thì cũng con cái ở thoải mái hơn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất mới chỉ có khoảng 5% số công nhân được ở trong các nhà trọ do các doanh nghiệp sử dụng lao động, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đầu tư xây dựng. Số còn lại chưa có chỗ ở hoặc đang phải thuê nhà ở tạm bợ. Đa số công nhân ngoại tỉnh làm việc tại các khu công nghiệp tập trung trên cả nước phải thuê nhà trọ chật hẹp, không đảm bảo những điều kiện tối thiểu về vệ sinh, điện nước, môi trường sinh hoạt, ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất lao động. Thì em tính là ít nhất bình quân trên đầu một đầu người hàng tháng phải thu nhập từ khoảng 15 đến 20 triệu thì nó mới đủ. Em nghĩ là về lâu dài thì em có khả năng là em có, nhưng mà tạm thời chắc chắn là em nghĩ là chưa được. Vì mình đang vừa làm công ty chưa được một năm. Mình cũng đăng ký để ở chung cư, cách đợi nộp hồ sơ phải đây 4-5 năm rồi. Nhưng mà cũng chưa có cơ hội được vào ở chung cư cả. Nên vẫn thuê ở ngoài, vẫn đang đợi thôi. Đấy, khi nào mà có cơ hội thì mình cũng muốn vào ở chung cư để cho các con nó ổn định, đắt thật ấy. Vì nếu mà như ở đây chung cư đang trả góp đây thì là mỗi một tháng mà phải trích ra đến 6-7 triệu là cũng hơi nhiều. Trung bình mỗi tháng, gia đình công nhân phải chi trả số tiền thuê trọ, điện, nước từ 1 triệu 500.000 đồng đến 1 triệu 700.000 đồng một tháng. Ngoài khoản chi phí này, người lao động đang phải lo toan nhiều loại tiền sinh hoạt khác nhau. Đó cũng chính là lý do mà họ mong muốn được mua nhà ở xã hội với mức giá phù hợp để sớm an cư lạc nghiệp.
Vâng ạ, thưa ông, rõ ràng là nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp thì rất là cao, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và chính vì vậy mà trong 2 năm trở lại đây thì Bộ Xây dựng luôn nỗ lực để thúc đẩy phát triển cái phân khúc nhà ở này. Vậy thì ông có thể chia sẻ rõ hơn về kết quả đã đạt được trong 2 năm qua? Như chúng ta đã biết là cái vấn đề về nhà ở cho người dân thì đã được Đảng và Nhà nước và Chính phủ là quan tâm từ rất là lâu, đặc biệt là đối với cả các cái chính sách hỗ trợ nhà ở cho các cái đối tượng hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, trong đó có các cái hộ thu nhập thấp ở khu vực đô thị. Theo đó thì để đưa các cái nghị quyết, các cái chính sách của Đảng thì Nhà nước, Chính phủ đã ban hành các cái pháp luật để tạo cái hành lang pháp lý cho phát triển nhà ở thu nhập thấp khu vực đô thị. Chúng ta có thể kể đến là hiện nay thì các cái chính sách này được thực hiện theo pháp luật về luật nhà ở năm 2014, nghị định số 100 năm 2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và nghị định số 49 năm 2021 sửa đổi một số các cái nội dung của nghị định số 100. Và bên cạnh đó thì thực hiện các cái chức năng quản lý của nhà nước thì Bộ Xây dựng cũng đã ban hành, các bộ ngành cũng đã ban hành các cái thông tư để hướng dẫn các cái nghị định của Chính phủ. Trong đó thì gần đây nhất thì Bộ Xây dựng cũng đã ban hành cái thông tư số 09 năm 2021. Trong đó thì có một cái nội dung là hướng dẫn việc lựa chọn các cái chủ đầu tư nhà ở xã hội để đưa các cái góp phần làm đưa cái trình tự thủ tục để lựa chọn chủ đầu tư xã hội một cách rõ ràng, minh bạch. Đó là về cơ chế chính sách. Còn về kết quả phát triển thì được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì trong cái thời gian vừa qua cùng với sự vào cuộc của các cái địa phương, của các cái doanh nghiệp thì trên cả nước cũng đã hoàn thành khoảng 8 triệu mét vuông nhà ở xã hội. Qua đó thì cũng đã có hàng trăm nghìn hộ gia đình thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân, khu công nghiệp được hưởng các cái chính sách này, giúp họ có các cái ngôi nhà an toàn, tiện nghi, khang trang để an cư lạc nghiệp. Vâng ạ. Thực tế thì cho thấy là có sự vào cuộc rất là sát sao của cả Bộ Xây dựng, của các địa phương và cả doanh nghiệp, họ cam kết đồng hành và sẽ chung tay phát triển phân khúc nhà ở này. Vậy thì theo ông, với những cái cam kết đó để mà đi vào hiện thực thì cái điều kiện tiên quyết cần thiết là gì ạ? Tôi thấy rằng là cái sự tiên quyết, cái điều kiện tiên quyết để việc chăm lo nhà ở cho các cái người nghèo, trong đó có các cái đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô thị, đó là sự vào cuộc và sự quyết tâm của người đứng đầu chính quyền địa phương. Như Thủ tướng Chính phủ cũng đã đưa ra các cái nhận định, các cái nhận xét này trong các cái cuộc hội nghị, hội thảo và gần đây nhất là cái hội nghị về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vào tháng 8 năm 2021, năm 2022. Vâng ạ. Thực sự thì đề án về phát triển nhà ở xã hội thì đã được Bộ Xây dựng trình Chính phủ rồi. Và rất là nhiều chuyên gia họ nhận định rằng để hiện thực hóa được là mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội trong năm 2030 thì các địa phương phải có một cái quỹ đất sạch. Thì ông có cho rằng ý kiến này như thế nào ạ? Chúng tôi thấy rằng đây là một cái nhận định rất là xác đáng. Qua theo dõi cái việc phát triển nhà ở xã hội trong cái thời gian vừa qua thì mặc dù là các cái cơ chế chính sách pháp luật của chúng ta đã có các cái quy định rất là rõ ràng, yêu cầu bắt buộc các cái chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại phải dành một cái quỹ đất tương xứng, ở đây là 20% quỹ đất ở để phát triển các cái loại hình nhà ở xã hội. Tuy nhiên là trong cái thời gian vừa qua, qua tổng kết theo dõi việc thực hiện các cái cơ chính sách này thì chúng tôi thấy rằng là trên cả nước mới dành ra được khoảng 3.400 hecta đất ở để phát triển nhà ở xã hội và mới chiếm được độ khoảng là 36% cái nhu cầu về đất ở trong cái giai đoạn vừa qua. Như thế là chúng ta có thể thấy rằng là cái nguồn cung về nhà ở, về đất sạch để dành để cho phát triển nhà ở xã hội trong cái thời gian qua là rất thiếu, cho nên là chúng tôi cũng rất thống nhất với cả các cái nhận định này của các cái chuyên gia. Vâng ạ. Như vậy là để đạt được cái mục tiêu là 1 triệu nhà ở xã hội trong năm 2030 thì có phải là vai trò của các địa phương là quan trọng nhất hay không ạ? Vâng, chúng tôi thấy rằng là đây là một trong những cái yếu tố tiên quyết để thực hiện thành công không chỉ là đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ mà là các cái chính sách phát triển nhà ở nói chung, trong đó có các cái đối tượng yếu thế, các cái đối tượng nghèo, các cái đối tượng thu nhập thấp ở khu vực đô thị.
Bên cạnh đó thì chúng tôi thấy rằng là cũng cần phải có các cái sự vào cuộc của các bộ ngành, các địa phương. Trong đó thì chúng ta còn phải có các cái yếu tố ngoài các cái vấn đề về đất, thì chúng ta còn có cái vấn đề về các cái nguồn vốn ưu đãi để cho các cái chủ đầu tư tham gia vào cái chính sách này được hưởng các cái nguồn vốn ưu đãi và cái sự thông thoáng của các cái chính sách, mà các cái chính sách này thì phải được các cái bộ ngành tham mưu chính phủ để trình ra Quốc hội và các cái cơ quan có thẩm quyền. Vâng, thưa quý vị, việc chậm trễ trong phát triển nhà ở xã hội được nhiều thành viên thị trường nhìn nhận là do các địa phương không tập trung cho chủ trương này. Và dù luật nhà ở đã quy định rất là rõ, tưởng rằng khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp đó là quỹ đất để triển khai dự án. Tuy nhiên thực tế là cho thấy dù doanh nghiệp đã có quỹ đất thì việc triển khai dự án cũng không hề dễ dàng. Ví dụ sau đây tại Hà Nội là một điển hình. Đây là khu đất được liên danh công ty Hòa Bình và công ty cổ phần nông sản Agrisim đã nộp hồ sơ tới Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để xin cấp chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội từ ngày 30 tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, tất cả các thủ tục để có thể triển khai dự án vẫn chưa thể hoàn thiện để doanh nghiệp có thể bắt tay vào thi công. Cái thủ tục xin làm nhà xã hội là vô cùng khó khăn. Và có thể là bất khả thi, không bao giờ xin được. Đấy. Thủ tục thì chỉ có 90 ngày thôi. Nhưng một là ủy ban thành, ví dụ như thành phố Hà Nội, này, từ đến năm 25 người ta chả có khu đất nào để mà đấu thầu chủ đầu tư cả. Vì cái ngân sách để giải phóng mặt bằng không có. Đấy. Hai nữa là xây dựng nhà ở xã hội thì ví dụ như của Hòa Bình ấy, thì bây giờ là hơn một năm rồi. Đấy. Nhưng mà người ta cũng vẫn chưa giải quyết. Và thậm chí Hòa Bình đã phải làm đơn gọi là tố cáo ra ủy ban kiểm tra của thành phố Hà Nội vì cái sự chậm trễ của các công chức viên chức của sở quy đầu tư. Không chỉ Hòa Bình, nhiều doanh nghiệp bất động sản khác vẫn mong muốn được phát triển phân khúc nhà ở xã hội. Tuy nhiên, những rào cản về thủ tục hành chính đã và đang khiến doanh nghiệp chùn bước và không mặn mà với loại hình căn hộ này. Hiện, thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội chưa có một quy trình riêng mà hoàn toàn giống như các dự án nhà ở thương mại với 5 bước. Thời gian lý tưởng để xong các thủ tục cũng đã kéo dài 2 năm. Còn nếu vướng mắc ở khâu nào thì không biết đến bao giờ mới được xây dựng. Bên cạnh đó, xây dựng nhà ở xã hội còn tạo ra nhiều cái khó cho doanh nghiệp, nên dù thanh khoản tốt, nhiều đơn vị cũng không mấy mặn mà. Cái ông mà thương mại đất của tôi mua, anh thẩm định tiền sử dụng đất như tôi đóng, bà tôi xây bao nhiêu lời hay lỗ là chuyện của tôi, lời bao nhiêu tôi quyết định giá bán bao nhiêu cũng là cuộn chuyện của doanh nghiệp. Nhưng đối với nhà ở xã hội không được phép. Tôi đã phát triển được 20 năm về cái phân khúc này, nhưng mà thủ tục chúng tôi thấy càng ngày càng khó. Nhưng mà nếu mà kéo dài mà chúng ta không ban hành được một cái quy trình, cái thủ tục riêng cho nó thì chúng tôi cũng phải xem xét lại. Thì giai đoạn đó chúng tôi sẽ tiến hành xin các dự án nhà ở thương mại, chúng tôi sẽ ngưng cái dự án nhà ở xã hội không triển khai nữa. Vấn đề phát triển nhà ở xã hội cũng từng làm nóng nghị trường Quốc hội tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thành Nghị trong kỳ họp Quốc hội vừa qua. Nhiều đại biểu cũng nhìn nhận được những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội. Chính những thủ tục hành chính và biên lợi nhuận thấp nên đã khiến doanh nghiệp không mặn mà. Thủ tục xây dựng nhà ở xã hội nhiều hơn và khó hơn so với các cái thủ tục xây dựng nhà ở thương mại, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện. Nhà đầu tư mệt mỏi, bỏ cuộc, từ đó số lượng nhà ở xã hội hoàn thành rất thấp so với chỉ tiêu đề ra. Tôi băn khoăn là với 1,8 triệu nhà ở xã hội này thì số tiền bỏ ra sẽ lên đến hàng triệu tỷ đồng. Và như vậy thì liệu có khả thi không khi mà nhà ở xã hội hiện nay không hấp dẫn doanh nghiệp, do nhiều doanh nghiệp hiện nay đã xây được nhà ở xã hội nhưng không bán được do vướng về cơ chế. Theo các chuyên gia, thực tế đang tồn tại 5 điểm nghẽn kìm hãm doanh nghiệp tham gia vào phát triển nhà ở xã hội, đó là ách tắc nguồn vốn do chậm bố trí ngân sách làm vốn mồi, nhà ở xã hội bị áp thuế cao hơn luật định, hạn mức lợi nhuận toàn bộ dự án không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư, trong khi các doanh nghiệp phải đối diện với loạt chi phí không tên và rủi ro về pháp lý lớn. Xây nhà ở xã hội, doanh nghiệp khó không chỉ ở khâu xin giấy phép, mà khi xây dựng xong, doanh nghiệp cũng bị hậu kiểm rất chặt chẽ và kỹ hơn cả nhà ở thương mại. Chính vì vậy, khi chưa có khung tiêu chuẩn, quy trình riêng thì loại hình nhà này khó mà thu hút nhiều doanh nghiệp cùng tham gia. Trong khi đó, trên thực tế hiện nay có khoảng 10 triệu người lao động chưa có nhà ở, đang phải đi thuê.
nhu cầu đang quá lớn so với nguồn cung nhà ở xã hội hiện tại của các tỉnh thành trong cả nước. Do đó, bất cứ dự án nhà ở xã hội nào được chào bán trên thị trường đều được hấp thụ một cách nhanh chóng. Vâng, thưa ông Hưng, từ phóng sự có thể cho thấy một cái câu chuyện, đó là cái rào cản từ cái sự bất cập trong cái những cái thủ tục hoàn thiện pháp lý, những cái thủ tục về giấy tờ hành chính để có thể thực hiện các cái dự án này. Mặc dù là rất là nhiều doanh nghiệp họ đã có cả quỹ đất, có cả tài chính rồi, nhưng mà liên quan đến thủ tục thì họ cũng có những cái vướng mắc khác nhau. Vậy thì ông có ý kiến gì vấn đề này ạ? Việc vướng mắc về các cái thủ tục đầu tư thì cũng là một trong những cái nội dung mà chúng tôi nhận diện được trong cái thời gian vừa qua. Chúng ta biết rằng là bây giờ để mà thực hiện được một cái dự án đầu tư nhà ở xã hội thì thậm chí là còn vất vả, phức tạp hơn nhiều các cái trình tự thủ tục hơn so với một cái dự án nhà ở thương mại. Chúng ta phải thực hiện cái dự án này theo pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở, thì những và cái dự án về phát triển nhà ở xã hội thì lại là có cái sự hỗ trợ của nhà nước, cho nên lại cũng cần có cái sự quản lý chặt chẽ sát sao của cái nhà nước để tránh cho các cái đối tượng có thể là trục lợi về chính sách. Thế cho nên là trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng thấy rằng là các cái dự án nhà ở xã hội thì phải chịu cái sự chi phối, điều phối của các cái trình tự thủ tục rất là phức tạp. Thế cho nên là ngay trong đầu năm 2022 thì trên cơ sở mà nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thì Bộ Xây dựng cũng đã đang nghiên cứu sửa đổi các cái nội dung liên quan về trình tự thủ tục đầu tư liên quan đến nhà ở xã hội, và chúng tôi hiện nay cũng đang trình trong cái dự thảo luật nhà ở sửa đổi, dự kiến là sẽ được trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 10 năm 2023. Rõ ràng chúng ta luôn bàn đến rất là nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, rồi chúng ta bàn đến những giải pháp để thu hút các doanh nghiệp vào cái phân khúc nhà ở xã hội. Nhưng mà những cái điều ông nói là cái việc mà xin thủ tục của vấn đề nhà ở xã hội nó đôi khi nó còn vất vả hơn những cái thủ tục khác. Và điều đó nó vô tình nó làm cho các doanh nghiệp họ rất là chán nản trong cái việc mà hoàn thiện những cái thủ tục đó. Ông cho rằng cái điều này như thế nào? Chúng tôi thấy rằng đó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho doanh nghiệp mà chưa mặn mà với cả cái việc là tham gia vào đầu tư phát triển nhà ở xã hội trong cái thời gian vừa qua. Và chúng tôi cũng hy vọng là trong cái thời gian tới khi mà pháp luật được sửa đổi thì cũng sẽ thu hút, khuyến khích các cái chủ đầu tư, các cái doanh nghiệp tham gia phát triển vào nhà ở xã hội hơn trong cái thời gian tiếp theo. Vâng ạ. Thế thì bên cạnh cái việc là cần có quỹ đất sạch ở địa phương thì đây có phải là một trong những vướng mắc cũng rất là lớn mà Bộ Xây dựng cũng đang phải đối mặt trong cái việc hoàn thiện cái mục tiêu là 1 triệu nhà ở xã hội trong năm 2030 không ạ? Đúng vậy. Và sau khi nhận diện được cái vấn đề thì hiện nay chúng tôi cũng đã đang đề xuất các cái trình tự thủ tục để phát triển nhà ở xã hội cũng như là phát triển nhà ở thương mại trong cái luật nhà ở trong cái năm 2014 mà như tôi vừa mới trình bày ở trên. Theo đó thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng phối hợp cùng các bộ ngành có liên quan là làm sao mà để có được một cái cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, trong đó có cái vấn đề là minh bạch, đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính để cho các cái chủ đầu tư tham gia vào dự án phát triển nhà ở xã hội trong cái thời gian tiếp theo. Những rào cản đã và đang khiến cho việc hiện thực hóa giấc mơ về nhà ở của người thu nhập thấp trở nên xa vời. Tuy nhiên trong bức tranh màu xám đó thì vẫn có những điểm sáng cho thấy sự nỗ lực của Bộ Xây dựng, các địa phương và doanh nghiệp trong thời gian qua. Nhờ đó mà công nhân tại các khu công nghiệp đã chạm được vào giấc mơ về nhà ở, có cơ hội được đón Tết trong căn nhà mới khang trang và tiện nghi. Lần đầu tiên được sở hữu căn nhà của chính mình, với nhiều người điều này như một giấc mơ. Và niềm vui ngày Tết của họ vì thế mà cũng được nhân lên nhiều phần với căn nhà mới, niềm tin mới và những dự định mới trong năm mới. Sướng nghe, lại có nhà riêng này, được ăn Tết trong nhà. Thích làm gì thì làm này. Đấy, xem gì thì xem này, đi đâu đi này. Đấy, anh thấy sao? Bao năm ở nhà trọ, bây giờ mua được cái nhà chung cư này thì tốt rồi.
ấm cúng và vui vẻ. Không khí xuân ngập tràn trong căn hộ nhỏ với đào, hoa, quất và bánh kẹo. Đối với gia đình chị Huệ, năm nay là một cái Tết ý nghĩa và hạnh phúc khi chính chị được tự tay trang hoàng đón Tết cho căn nhà của mình. Như năm nay thì là nhà riêng của mình thì tôi muốn ở lại đón Tết là nhà riêng của mình. Tôi trang trí nhà cửa theo ý muốn của riêng mình, trang trí mua đồ thắp hương này, hoa quả trang trí trong nhà, gọi là không gian riêng, nên là tôi cũng muốn có gì đó trang hoàng hơn. Tôi cũng mong muốn là có rất nhiều những người lao động thu nhập thấp giống tôi sẽ được cơ hội sở hữu căn hộ của riêng mình hay ngôi nhà riêng của mình, và sẽ mong rằng sẽ có nhiều chính sách hơn nữa để phát triển xây thêm nhiều dự án nhà ở xã hội hơn nữa. Nhận bàn giao kinh phí bảo trì nhà chung cư nhà ở xã hội, đại diện ban quản trị tòa nhà này chia sẻ, bản thân ban quản trị cũng như cư dân chuyển đến căn hộ mới sinh sống đều cảm thấy rất phấn khởi khi có thể ổn định cuộc sống và đón năm mới tại chính căn hộ của mình. Để người dân có thể kịp ăn Tết trong ngôi nhà mới, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà ở Đô thị HUD đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình và bàn giao nhà cho người dân trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cho đến nay thì chủ đầu tư cũng đã bàn giao đầy đủ các thủ tục giấy tờ cũng như là phí bảo trì của tòa nhà. Khi Tết đến xuân về thì ban quản trị cũng có bố trí cái kinh phí hoạt động sinh hoạt của cộng đồng để cho các tòa và khu quanh khuôn viên của CT08. Sau khi mà Tổng Hút bàn giao cái dự án nhà xã hội CT8 về cho cư dân thì cũng rất là may mắn là đến nay thì cư dân đã về ở gần như là 100%, là đã tạo nên một cái khu dân cư cũng rất là sôi động và ấm ấm. Trong năm mới và thời gian sắp tới thì ngoài cái dự án CT8 đã hoàn thành thì tại cái dự án Thanh Lâm Đại Thịnh 2 chúng tôi còn có 5 cái khối nhà chung cư xã hội nữa và quy mô cũng tương đương với lại cái khối nhà CT8 đã hoàn thành, và chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cái công tác chuẩn bị đầu tư để hoàn thành sớm và sớm khởi công các dự án nhà xã hội còn lại. Với 3.000 căn hộ nhà ở xã hội trên phạm vi toàn quốc, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà ở Đô thị HUD đã xây dựng thành công các dự án đảm bảo cho cuộc sống của hàng nghìn người lao động. Đến năm 2025, HUD sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch khoảng 11.000 căn hộ nhà ở xã hội trên diện tích sàn 1 triệu m², hướng tới mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Sự nỗ lực của các doanh nghiệp hiện tại đang đem đến nhiều hy vọng cho những người lao động thu nhập thấp để giấc mơ an cư không còn quá xa vời. Phóng sự vừa rồi có thể thấy là niềm vui, niềm hân hoan của rất là nhiều công nhân, những người lao động. Họ tha phương cầu thực đi rất là nhiều nơi, và sau rất là nhiều năm tích lũy được một chút tiền và họ có được cái căn nhà mơ ước của mình từ cái dự án nhà ở xã hội. Có lẽ là niềm vui của họ nó cũng lan tỏa ra cả trường quay của chúng ta ngày đầu năm mới hôm nay. Ông có thể chia sẻ đôi chút về cảm xúc của mình ạ? Theo dõi phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là ngôi nhà là một trong những cái tài sản lớn của người dân, và ở đây thì đặc biệt là đối với cả những cái người thu nhập thấp thì khi mà như biên tập viên có nói thì phải dành dụm rất là nhiều thời gian thì cũng họ cũng mới có thể là có cái điều kiện để mà sở hữu được một cái ngôi nhà, tạo cho họ một cái cuộc sống an cư lạc nghiệp. Thì như thế thì chúng ta có thể thấy rằng là cái niềm, như chị nói là cái niềm vui cũng lan tỏa ra tới trường quay, và chúng tôi cũng rất mong rằng là trong cái thời gian tới thì sẽ nhiều hộ gia đình người thu nhập thấp, các cái công nhân khu công nghiệp sẽ có các cái điều kiện để sở hữu được cái ngôi nhà phù hợp với cả cái thu nhập của mình. Vâng ạ. Và trong năm 2023 này thì với vai trò là đại diện của một cái đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch trực tiếp cho đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội trong năm 2030, thì ông có thể chia sẻ kỳ vọng gì vào năm mới này ạ? Trong cái dịp đầu năm mới này thì chúng tôi cũng rất là mong muốn, và chúng tôi cũng có đặt kế hoạch rồi, là thứ nhất là rất là mong Thủ tướng Chính phủ sẽ sớm ban hành cái đề án, phê duyệt cái đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ đến năm 2030 để các cái bộ ngành cũng như là các cái địa phương có cái cơ sở để triển khai thực hiện. Thứ hai là
như chúng tôi cũng trình bày là cái luật nhà ở là một trong những cái dự án luật rất là lớn. Trong đó cũng sẽ có rất nhiều các cái thay đổi về các cái cơ chế chính sách. Trong đó có các cái chính sách để hỗ trợ đầu tư phát triển, khuyến khích phát triển các cái loại hình nhà ở xã hội. Thì chúng tôi cũng rất mong rằng là dự án này cũng sẽ được Quốc hội thông qua ngay trong năm 2023 để tạo điều kiện thông thoáng hơn, cũng như là có các cái cơ chế chính sách hỗ trợ thu hút hơn đối với cả các cái doanh nghiệp, các cái thành phần kinh tế tham gia đầu tư và phát triển nhà ở xã hội trong cái giai đoạn tiếp theo, để đạt được cái mục tiêu trước mắt là đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, và sau đó thì cũng là các cái tạo điều kiện để cho người dân có cái cơ hội để sở hữu các cái ngôi nhà của bản thân mình. Và chúng tôi cũng rất mong rằng các địa phương, các bộ ngành chung tay cùng với cả Bộ Xây dựng trong việc là chăm lo phát triển nhà ở cho các cái đối tượng hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, khu vực đô thị, cũng như là các cái hộ nghèo nói chung trên địa bàn cả nước trong cái việc là chăm lo về nhà ở. Vâng ạ, rất là cảm ơn những chia sẻ của ông. Với những nỗ lực của Bộ Xây dựng trong thời gian qua, toàn thị trường nói chung và người lao động nói riêng đều đang mong chờ cơ hội để sở hữu nhà ở với mức giá phù hợp. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Hà Quang Hưng đã tham gia cùng với VTC1 ngày hôm nay. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi cùng với chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.